Đây là hình ảnh được ghi lại bằng camera hành trình của một chiếc ô tô. Có thể thấy, chiếc ô tô này đang di chuyển với vận tốc khá cao trên một đoạn đường được phân làn khá rõ. Tuy không có giải phân cách cố định, nhưng có thể quan sát thấy các phương tiện đang tuân thủ rất đúng làn đường của mình. Không hề có tình trạng lấn làn hay đi sai đường. Vậy tình huống giao thông nào sẽ xảy ra trên tuyến đường này đây? Thời điểm này, trời đang mưa, việc di chuyển với tốc độ cao sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Chiếc xe đang chạy với tốc độ khá nhanh, đột nhiên giảm tốc độ. Hãy để ý nhân vật đột nhiên xuất hiện trên màn hình lúc này. Con đường với 3 làn xe cơ giới, tốc độ của các xe khá cao. Không có vạch sang đường dành cho người đi bộ. Không phải đoạn đường giao cắt có đèn tín hiệu. Khi người đàn ông xuất hiện, vận tốc hiện tại của ô tô vào thời điểm này là 71 km một giờ. Và vận tốc cho phép ô tô di chuyển trên đoạn đường này là 80 km một giờ. Có thể nói, hành động băng sang đường cắt ngang đầu xe trên đường cao tốc của người đàn ông này là đầy liều lĩnh. Quan sát lại đoạn clip một lần nữa, có thể thấy lúc đầu người đàn ông sang đường một cách khá chậm rãi. Người tài xế chiếc ô tô này ngay khi quan sát thấy có người đang sang đường đã có động tác nhắc nhở bằng cách nhấn còi liên tục và kéo dài. Tuy nhiên, người đàn ông trong đoạn băng hình này vẫn tiếp tục qua đường bất chấp tiếng còi nhắc nhở của người tài xế. Khi chiếc ô tô này đang tiến đến thì người đàn ông bất ngờ bước nhanh hơn, khiến người tài xế ô tô phải đạp phanh gấp. Người đàn ông này hẳn đã bị hạn chế tầm nhìn bởi cơn mưa, và còn ông ta thì lại đeo thêm một chiếc kính râm. Và sau khi đã vượt qua người đàn ông, có lẽ người tài xế của chiếc ô tô này vẫn chưa hết bàng hoàng khi chiếc xe này vẫn tiếp tục giảm tốc độ. Thảo thật sự không nghĩ là người dân ở đây lại có khái niệm rất là vô tư về cái chuyện đi bộ trên đường cao tốc như thế. Quá liều lĩnh, quá nguy hiểm. Không phải là không có những tai nạn đáng tiếc xảy ra ở những tình huống tương tự đâu. Dù là con đường có phải vòng hơn một chút, dù là chúng ta có phải bận đến như thế nhưng nào, nhưng quý vị thì cũng phải nhớ, an toàn là trên hết. Bởi vì nếu như bác tài xế xử lý không kịp và thắng gấp như thế thì hàng loạt những hành khách trên xe sẽ như thế nào? Và hàng loạt chiếc xe ở phía sau những chiếc xe mà đã thắng gấp như thế nào? Chúng tôi xin nhắc lại, đây là đường cao tốc thưa quý vị. Và cấm đừng cả có những vì phương tiện thô sơ đừng và người đi bộ. Đừng có vì mình một cái sự tiện lợi của mình mà gây thiệt hại cho toàn bộ cả hàng trăm, có thể hàng ngàn người. Kính thưa quý vị, chương trình Camera Cận Cảnh tuần này xin kết thúc tại đây. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email cameracongcanh@mcv.com.vn hoặc số điện thoại 0938 980 305. Còn bây giờ, Khương Ngọc và Thanh Thảo xin chào và hẹn gặp lại.